Rồi, từ từ từ, không được không được. Wow, ca. Con mang bát đi đâu đây? À, chưa được chưa được. Nào, ít bóng con dao. Đây, lên ngồi đây. Mẹ lấy ghế rồi ngồi nha. À, giỏi nha. Mẹ lấy ghế. À, đây, con chào lên ghế ngồi đi. Chào lên. Rồi, ngồi đây nha, ngồi đây đợi mẹ một chút. Đến mẹ làm đồ ăn lên mang bát đi tìm hả? À, không được, không được. Không được, không được. Đợi lại một chút. Buka đợi mẹ một chút nha. Con thấy mẹ làm đồ ăn nên là cầm bát chạy xuống xin hả? Nào, được rồi, sắp xong rồi đây. Mẹ làm xin tố xoài nha. Mẹ làm xoài với cả sữa chua ăn nha. Con đang đáp lời mẹ hả? Rồi, mẹ biết rồi. Buka bảo mẹ làm nhanh lên hả? Này, mẹ cho một miếng này. Rồi, đợi mẹ làm với sữa chua ăn ngon nhé. Đây. Rồi. Chưa được. Nào Buka. Không được. Con ngồi đấy đi. Để mẹ làm xong đã. Làm như thế này ăn mới ngon này. Buka nhìn nhá. Đừng chạm vào tay mẹ đổ này. Rồi. Rồi, mẹ lấy thìa cho Buka nhá. Đây, nào đi. Đi. Rồi đi ạ. Rồi, nói quá. đi ra đây mẹ cho ăn. Nào, con vào ghế đi rồi mẹ đút cho. Đúng rồi. Ngon nhờ. Ăn trái cây với sữa chua rất là tốt luôn. Rồi để mẹ lấy thêm nào. Thông minh thế nhỉ. Nghe thấy tiếng mẹ làm đồ ăn cái là cầm bát chạy lại xin. Rồi để mẹ lấy thêm. Con cầm thìa, cầm thìa.
miệng bù cà kìa. Ngon nhỉ, ngọt ngọt chua chua và vị sữa chua đúng không? Ôi, từ 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 bẩn này. Miệng buka dính hết xoài vào, nhìn như bộ dầu mới. Nào đến đây lấy nữa. Làm gì đấy? Ôi ôi trời ơi, im 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 để mẹ lấy giấy lau mà bẩn. Rồi, ngồi im, ngồi im. Nào, đây đi. Im để mẹ lau đã. Lau đã rồi. Cái miệng của Buka này nhìn như là mặc một bộ dầu mới luôn. Bẩn hết cả quần áo này. Rồi. Xong rồi mẹ thay quần áo khác cho nha. Ơi, nó im mẹ xem nào. Bẩn cả nút cá rồi. Mẹ xem. À, đang còn. À, Buka có ăn nữa không? Còn ăn nữa không? À, vẫn ăn tiếp hả? Món này ngon mà. Có kinh nghiệm nên là ăn ít một hơn cho đỡ bẩn miệng đúng không? Rồi mẹ lấy ít một nha. Nào nào, thôi hả? À? Ê, được rồi. Ê, mẹ lau miệng. Ui, không được. Nào nào, lên đây. Mẹ lau miệng đã, rồi mới đi chơi được. Cẩn thận đổ. Ui, cả tay nữa này. Nào, tay. Rồi, Buka không ăn nữa thì đi chơi. Đi, ra đây. Đi chơi không? Hả? Mẹ ăn nhá, đến lượt mẹ nhá. Mẹ xem có ngon không nào. Ngon. Nó sao Buka thích. Của con đây mà. Mẹ ăn lại thèm hả? Rồi. Con cứ tự đi lùi miệng đấy.